đứng trước một cái người thân mình hoặc bất cứ một cái người nào mà khi họ bệnh tật thì con đừng có vì cái bệnh tật của họ mà làm cho con phải lo lắng, phải sợ không biết là sẽ hết hoặc chết này kia. Con đừng có nghĩ chết sớm là do nhân quả rồi, tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Còn con đừng có bỏ mặc cái người bệnh, bỏ mặc cái người bệnh là con không có hết cái nhiệm vụ, cái trọng trách của con đối với cái người xa lạ mà thấy người ta gặp tai nạn bệnh tật sẵn sàng giúp đỡ. Cái hành động giúp đỡ con nói để sẽ làm thương yêu con đối với họ, chứ không phải nói tôi thương chỉ có nói suông không, thì cái này không phải. Mà cái hành động giúp đỡ đó là cái tình thương của mình, cái người thân của mình. Nhưng cái tâm mình mà nó lo lắng như vậy, nó sợ cái người này chết này kia, nó rầu rĩ, thì cái này không được. Tâm thần tảng là vô sự, không có buồn rầu, không có gì. Nhìn tất cả mọi pháp đều là nhân quả, chết chết sống sống, không có gì, cái lý do gì mà làm cho mình bận tâm. Dù là cái người thân, một đứa con của con bệnh đau, con làm người mẹ, con chăm sóc nó hẳn hoài hoàn toàn, cho uống thuốc đàng hoàng, nấu cháo cho nó ăn đàng hoàng. Nhưng không gì đó mà con bi lụy trước cái sự đau khổ của nó, thì như vậy mới đúng pháp. Không, tâm bất động, tâm tạng an lạc. Nhưng cái nhiệm vụ, cái trọng trách con giúp đỡ cho đứa con, nấu cháo cho nó ăn, sắc cho nó thuốc, đem thuốc cho nó uống, đó là cái bổn phận của con, thương đứa con. Không, chứ không phải con bi lụy. Còn con cứ ngồi đó còn rầu rĩ, không biết nó chết này sống này kia, thì cái này sai. Cái này sai. Cho nên vì vậy con phải tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Còn cái nhiệm vụ của con làm thì con phải làm cho nó, chứ không phải tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Ai chết mà ai không làm, không lo gì hết, tôi chỉ biết tâm thanh thản, an lạc vô sự, thì như vậy không đúng. À, con đâu phải cây đá. Người ta đau khổ thì mình giúp đỡ, nhưng mình không có đau khổ trên sự đau khổ của họ, thì như vậy mới đúng. Đó, nên mình phải hiểu rõ được cái nghĩa của cái câu tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự.